Rồi, hello anh em. Bữa giờ thì trời mưa nhiều quá, cho nên bây giờ mình quay luôn. Mưa cả ngày trời à. Trời mưa thì rất là dễ bệnh ha. Anh em nhớ giữ sức khỏe. Rồi thì bây giờ là mình có về mấy mẫu xe giới thiệu cho anh em, ngon bổ rẻ. Nào mấy anh em đeo kính vô nhìn cho tri thức anh em. Thì trước tiên thì mình có về, mình nói là anh em là mình về CB650 là biển số Sài Gòn nè, R15 biển số Đồng Nai nè, R15 biển số Sài Gòn nè. Còn mấy xe kia khách cọc rồi, mấy anh em cọc xe cho thủ lấy đây để lâu quá. Anh em coi clip người ta hỏi kỳ tội người ta, người ta hỏi rồi mình không biết trả lời sao hết. Rồi ok, cái đầu tiên là mình sẽ về R15. Khang, em test hết chức năng con R15 này chưa? Em biết không? Em quay con R15 nha. Rồi thứ nhất đó là con R15 này, nó lên một cái đèn đề mi đỏ giống như một cái con thú vậy đó anh em. Thì con này mình bán 5X nhỏ thôi nha anh em, 5X nhỏ thôi nha. Nó giống như một con thú vậy đó. Rồi cái này là đá nè, xin đường nè, đèn ở dưới là đá xin đường. Rồi đá bình thường, mở bấm 2 cái. Đó là mở đèn bình thường, đi ban đêm sáng. Rồi bấm 2 cái tắt. Rồi bấm tiếp 2-3 cái là hình như là đèn bấm vàng đúng không? Bấm 2 cái nữa là ra đèn trắng. Bấm đi. Ai kia bấm xin nha anh. Bấm 2 cái nữa. Đó là ra đèn vàng. Anh em thấy không? Đó thì cái đèn này để phá sương mù nha. Ở dưới là hai đèn xịn. Rồi mở xi nhan cho anh em coi. Đó, xi nhan trái, rồi xi nhan phải. Con xe này rất là đẹp. Cái màu này là màu mẫu 220-221 nha anh em. Đó, trên đây có mấy ốc titan nè. Quay cận cho anh em xem, quay cận. Quay từ từ thôi để cho người ta xem cho kịp. Mày chạy vậy tao quay tao coi mắt lé cho ông nội. Rồi thứ hai là có lên nè anh em, nhìn con ốc đẹp không, sáng chói không, đẹp à. Đó nhìn là biết Dubai rồi. Rồi đây ốp bảo vệ ti phuộc, bảo vệ các nước, rất là nhiều đồ chơi ha, 5X nhỏ cho anh em chơi ha. Xe này biển số Đồng Nai nha, có bao rút hồ sơ luôn. Xe chỉ mới 8.000 cây nha anh em, hai chìa đầy đủ nè anh em. Xem clip anh em mình có báo giá hết nha anh em. Đó hai chìa nhìn là biết là xe ít đi rồi ha, nhìn nó rất là sáng anh em thấy không, nhìn rất là sáng mà không có dấu sử dụng nhiều. Rồi ok, nhìn cái chìa là mình đánh giá được con xe người ta đi bao nhiêu. Rồi tiếp theo là có cái bô độ ha anh em ha. Anh em nào không lấy bô độ thì mình có bớt nha anh em. Rồi cho anh em nghe tiếng bô độ. Bô này là AKR1. Rồi nghe tiếng bô nha. Rồi tiếp theo là có lên chống đổ. Rồi đồ zin đầy đủ nha anh em. Đây xi nhan sao cho nó gọn, tích hợp cho nó gọn. Rồi mọi thứ đều đẹp. Cái màu là màu 20-21 là nó phối hợp giữa đen bóng và đen nhám. Em quay đen bóng và đen nhám cho anh em xem. Cái màu này là màu mẫu mẫu 219-220 là nó đen bóng nha, nó vẫn có nhám nhưng mà nhám nó kiểu khác. Đây nhám đúng không em, coi đúng không, cái tem nó khác và cái nhám nó khác luôn nha anh em. Đây cái tem nó khác và cái nhám nó khác luôn đó, anh em nhìn anh em tự đánh giá nha. Rồi thì tiếp theo mình sẽ, con này xong rồi đúng không, con này em quay là clip mọi người thấy rõ đúng không. Rồi quay chưa đó, mọi người thấy rõ xe. Rồi tiếp theo là mình quay con này đồ zin cũng còn đầy đủ luôn nha anh em. Con này là mình bán 51 triệu nha anh em. Xe biển số Sài Gòn nha. Đây con này rất là đẹp. Thứ nhất xe này có chống đổ nè ha, bảo vệ chân kính nè, cái này bảo vệ cái đầu trước nè. Xe thì vỏ mới luôn, xe này cùng ô đo con kia luôn. Con này cũng 8.000 cây luôn nè, anh em nhìn vỏ thì anh em tự đánh giá. Mọi thứ còn đều mới, mọi thứ đều gan ha. Rồi rồi có lên chống đổ xi nhan. Đó trái phải kính bút ốc titan, bảo vệ dán, bảo vệ tay lái, bảo vệ ghi đông đó, bảo vệ bình nắp bình xăng, bảo vệ bình xăng, chống trượt bình xăng.
Đó, quay gần nghe cho anh em dễ thấy. Rồi, tiếp theo là trắng bùn. Rồi, biển số thành phố 59V3. Rồi, bô độ. Bô này là bô UC full cổ luôn, hai con đều là bô độ full cổ rồi, cho anh em nguyên tiếng bô. Em tự đánh giá nha. Kính zin, kính zin đồ zin còn nha. Rồi cái này là hai cái kính gù. Rồi. Rồi vậy ha, hai em này. Rồi xong, vậy là anh em có quay thấy rõ không? Anh quay cho anh em thấy rõ từng con xe cho đẹp. Rồi. Rồi, để mình kêu mét 6. Mét 6 ơi. Bên con xe này xuống rồi, mét 6 ngồi R15 thì hai con như một thôi anh em. Nó vẫn là R15. Chẳng qua là nó khác cái tem, khác cái màu thôi nha anh em. Wow, con này nãy giờ mới để ý, có ốc bên năng luôn nha anh em. Rồi anh em mua con nào thì cứ inbox cho mình ha. Rồi, ngồi leo lên ngồi cho anh em xem. Quay cho anh em xem một mấy sáu. Một mấy 60 ngồi, nó sẽ nhón. Chạy vẫn bình thường nha anh em, một mấy 6 chạy bình thường nó nhón. Rồi, em quay ra sau, từ sau quay tới luôn. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi, ngồi chồm xuống coi. Rồi, rất là đẹp, rất là ok. Rồi, cảm nhận ngồi còn mét 6 chạy nó sao? Con này nó cao không? Cao đúng không? Ok. Rồi, con này nó à, quên quay hai chìa khóa con nào cũng đẹp hết. Con nào cũng mới hết thì xe lướt mà anh em, xe lướt thì nó phải mới. Đó, xe lướt mà phải mới. Rồi ok. Xe mới là phải lướt. Xe lướt là phải mới. Rồi. À, cái này là con Z8 bữa mình có quay rồi nhưng mà mấy anh em kêu chưa báo giá. Con này là Z8 2016, odo là 16.000 cây, 16-17.000 đó. Có móc bô cho anh em nghe tiếng bô ha. Xe lướt nha, xe này cũng đẹp nha anh em. Nè anh em coi số sườn nè, quay cho anh em coi số sườn. Không, cái này không phải số sườn, cái này là gọi là cái tem đóng của xe thôi, còn số khung nó nằm trong đây nha. Nè số sườn nè, đó số sườn rất là đẹp nè, nhìn quay cái này rất là đẹp. Đó, cục máy nè, rất là đẹp. Đây là Z8 2016, tem zin đầy đủ. Cho anh em nghe tiếng bô móc. Bô móc này đi là không sợ công an luôn nha anh em. Bô zin nha. Đó, không sợ công an luôn. Rồi, bây giờ nhân vật chính ngày hôm nay đó là CB650R. Con này đang hot nha. Mẫu này là mẫu 2020 nha anh em. Mẫu này mẫu 2020. Con này thì chìa khóa zin đầy đủ ha. Đây, chìa khóa của xe. Chìa khóa xe nè. Ha, hai chìa. Rồi. Tiếp tiếp theo là xe này có lên một cái cây chợ sáng rất là xịn. Anh em tự đánh giá coi, quay gần lại cho anh em. Cây chợ này tại vì mình quay quá nhiều xe và mình phải nhớ quá nhiều thứ thì mình nhớ không lầm là con này phải 2 triệu mấy, 3 triệu đúng không? Chỗ đó anh em cứ đón giá thôi. Trời sáng CX60. Đó, anh em đón nha, tại vì mình quá nhiều thứ cho nên mình không có nhớ nổi anh em phải thông cảm nha. Nhiều việc quá. Rồi, thứ hai là chống trượt bình xăng GTR, còn cái bình xăng nó đẹp tuyệt vời luôn. Em quay bình xăng cho anh em coi, đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Em coi em phải chấm vô nó. Đó, anh em mới thấy rõ quay cái gì chấm đó. Chống trượt bình xăng GTR nè. Đó. Chống đổ nè. Rồi, bảo vệ các nước nè. Đầy đủ không? Rồi. Bô độ, cái cổ full system luôn, nguyên bộ cổ zin còn nha. Cái con này người ta đi luôn nguyên bộ vậy nè. Đó, người ta đi nguyên bộ này nè. Đó. Người ta đi nguyên bộ vậy nha. Từ đây ra đây. Ra cái bô Akamovic ốp carbon luôn, rất là đẹp nè. Bô rất là xịn sò, nhìn rất là đường nét, nó rất là chi tiết tỉ mỉ nha. Cái bô này trước chủ mua hình như là 9-10 triệu rồi đó anh em. Nguyên cái cổ nữa là mười mấy triệu á. Chủ có nói vậy đó, đó, nhìn rất là nét ha. Rồi bây giờ còn chần chờ gì nữa, mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng bô này. Cái miếng này cũng là carbon luôn nè.
cái miếng mà đỡ cái bô này anh em. Đó cũng là carbon luôn. Rồi còn chờ nữa. Xe này bô này có tiêu nha anh em. Mình đang gắn tiêu. Đó, đang gắn cây tiêu. Đây là cây tiêu nè, không thích tiêu thì mình có thể tháo ra. Đó rồi sẵn tiện quay cho anh em cái vỏ luôn. Vỏ còn rất là keng. Bố còn dày luôn nha. Xe mấy xe này là bố còn dày hết nha anh em. Anh em về là không có thay bố thay gì hết. Nói chung là chạy thôi anh em. Con này bảo dưỡng lý lịch rõ ràng nha. Mới thay nước mát rồi đầy đủ rồi nha anh em. Rồi cho anh em nghe tiếng bô. Con này là 14.000 cây nha anh em. Mình bán là luôn đồ chơi hết luôn là 215 triệu nha. Còn anh em không lấy bô mình có bớt nha. Anh em lấy bô zin là mình có bớt cho anh em. Đó, bô đổ. Gắn tiêu rồi, tháo tiêu ra là nó bự nữa nha anh em. Có giá đỡ điện thoại luôn nè. Nói chung mọi đồ chơi mình để hết. Anh em coi nè, đó, tay thắng, tay con mới tin. Cái này người ta kỹ, người ta có bọc nè. Bọc cái này gọi là bọc giống như cái mặt mình á, cho nó khỏi mòn cái bao tay á anh em. Nè, người ta không bọc lại nè. À, máy 6. Thử CB nè em. À, quên, có một cái ba ga này để khi anh em đi xa anh em để đồ trên đây cho nó khỏi hư cái yên sau. Để đồ trên đây là rất là chắc. Em đu lên đây được luôn á, máy 6. Rồi, tháo xuống đây, ngồi cho anh em coi. Cái này có lên bộ ốc Ben luôn nha anh em. Bộ ốc Ben nâng nè anh em. Đây nè. Bộ ốc Ben nâng. Sơn thì còn mới tinh nha. Mọi thứ là hoạt động rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Mẫu này mẫu mới mà. Em đu lên cái đó được không? Đu lên thử coi. Cứng lắm anh em. Đó, test cho anh em luôn. Rất là cứng luôn. Anh em chở đồ Vivo luôn. Rồi, ngồi thử đi. Ngồi lên xe. Máy 6 chạy con này coi thử anh em thoải mái không? Mấy anh em ta mua. Thoải mái R15. Ừ thì đương nhiên mấy con này ngồi thoải mái R15 rồi đá chân giống lên. Rồi anh em tự tham khảo nha anh em. Xe rất là đẹp luôn mọi thứ. Mở cái chợ sáng lên cho anh em tham khảo luôn. Đó, nhìn ngầu không? Nhức nách liền, nhức nách liền. Tháo cái này ra là nó sẽ màu trắng nha. Rồi đó, đóng này vô sẽ màu vàng. Rồi ok anh em nha. Rồi đóng lại. Rồi đó anh em nào mua thì liên hệ với mình ha. Còn mấy mẫu xe trong kia là khách cọc rồi, nhớ lấy sớm ha. Đó, rồi giờ mình báo lại nè. R15 nè, nhiều đồ chơi nè, 5X nhỏ nè. CB650 cũng nhiều đồ chơi luôn, bô riêu đồ này nọ luôn. 215 triệu nè. Biển số Sài Gòn nha, con này biển số Sài Gòn. Nhìn xe rất là keng, rất là đã nè, yên nè. Rồi, con này biển số Sài Gòn luôn, 51 triệu. Rồi con Z8 163 triệu biển số Sài Gòn. Còn con này là 250 nè, cho anh em mượn chạy trải nghiệm nè, thuê chạy trải nghiệm nè. Sẽ từ 400 ngàn tới 700 ngàn tùy giá nha. Cái con này mình cho anh em mượn trải nghiệm á. Nhìn vậy chứ nó tốn lắm. Một lần anh em mình bao là anh em mà cho thay nhớt cho anh em là con này hai bình là hết 800 ngàn của mình rồi. Mà có nhiều anh em á chạy ngày 2 ngày mà chạy 500-600 cây luôn á anh em. Đó rồi mọi thứ là đều đồ xịn nè ha. Con này á đồ xịn là thứ nhất là dàn đầu nè, 500 nè, 250 nè, xi nhan nè, đồ xịn hết nha anh em, đồ ngon hết cho anh em chạy chứ không phải là xe đưa anh em chạy trải nghiệm là đồ dởm đâu. Xi nhan nè. Đó, ba chế độ lái nè. Con này có ba chế độ lái nha anh em. Ba chế độ lái sport, sport cộng. Đó, sport nè. Sport cộng nè, sport nè, comfort nè, ba chế độ lái luôn. Là có nghĩa anh em đi thể thao, đi đường mưa gì cũng ok. Rồi thứ hai là mình lên luôn sẵn cho anh em cái bô độ nè. Đó anh em thích không thích thì tháo tiêu ra nó nổ đùng đùng. Còn không thì để zin vậy chạy. Không ăn không bắt. Rồi biển số thì mình lên độ luôn à, có thể đưa ra, đưa vô. Khi mà anh em thích thể thao, anh em chụp hình thì anh em thuê, anh em chụp hình nữa thì mình đưa vô. Chỗ này dính keo nè, chắc chở gì á à, nhớ nếu lau giùm anh. Chỗ này rửa chưa sạch nè. Chỗ này rửa chưa sạch nha cu. Rồi nhớ rửa lại. Rồi biển số gặp ra nè. Gặp vô nè. Gặp ra gặp vô nè. Đó. Xi nhan sao nè. Vỏ là vỏ Michelin nè ha. Cho anh em chạy cho nó bám đường ha. Đó là anh em thấy không. Ví dụ anh em thuê chỉ có từ 400 đến 700 ngàn ngày. 400, 500, 700 tùy thời lượng anh em thay. Thì á, mọi thứ này bao nhiêu. Cặp vỏ Michelin mấy triệu bạc. Lần anh em về là phải thay. Hoặc là đi vài ngàn cây là phải thay.
Rồi chưa tính sên nè, sên vàng nè, cộng sên này cũng mấy triệu bạc. Rồi bô mày nọ kia thứ nhớt nhau rồi tùm lum bảo dưỡng tùm lum hết. Thì á, cái giá của nó anh em tính ra đi thì nó sẽ không có bao nhiêu tiền. Nó nhiều khi là mình lỗ luôn anh em. Đó. Thì con này trải nghiệm rất là xứng tầm ha anh em ha. Đó. Rồi ok. Vậy đi. Tại mình phải dành ra những con xe để cho anh em chạy trải nghiệm chơi. Đó. Rồi anh em mới mua. Mình ra một cái dịch vụ đó anh em thấy có hợp lý không? Thấy hợp lý thì nhớ một like và một subscribe cho kênh của Minh Biker. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Dạo này trời mưa gió rồi dễ bệnh lắm nha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh Minh Biker.